Ngay trước trận giao hữu giữa đội tuyển Đức và đội tuyển Colombia ở thành phố Gelsenkirchen, ban tổ chức Euro 2024 đã công bố linh vật. Đó là một chú gấu bông có đầu to và đôi mắt tròn. Điều đáng chú ý là linh vật này hiện chưa có tên và sẽ được công bố sau khoảng 2 tuần nữa khi cuộc bình chọn do UEFA tổ chức sẽ khép lại. Tham gia sự kiện ra mắt linh vật có cựu đội trưởng đội tuyển Đức Philipp Lahm. Chúng ta đang ở trong thời điểm mà dịch bệnh không còn là vấn đề quá lớn nữa. Mọi người có thể di chuyển nhiều hơn để nghỉ hè hay xem bóng đá, hoặc đoàn tụ với gia đình. Tôi hy vọng đó cũng chính là những điều mà Euro 2024 mang lại. Linh vật sẽ mang những thông điệp này. Tôi cảm thấy đây là một chú linh vật xuất sắc và sẽ làm tốt công việc của mình tại giải đấu tới. Anthony Ruler, một họa sĩ minh họa nổi tiếng, là người đã chiến thắng trong cuộc thi thiết kế linh vật. Ông đã chỉnh sửa nhiều lần dựa trên cảm nhận cá nhân và cả tư vấn từ ban tổ chức.